Thưa quý vị và các bạn, sở hữu nhiều khu, điểm du lịch cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc, du lịch xứ Thanh những ngày trong và sau Tết vẫn nhộn nhịp, hút khách. Sự ấm dần của thị trường du lịch trong dịp này vừa là tiền đề, vừa là động lực để các khu, điểm du lịch tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của đông đảo du khách trong năm 2024. Khu du lịch sinh thái Linh Kỳ Mộc, thành phố Thanh Hóa trong những ngày sau Tết đã tổ chức hoạt động văn hóa chợ quê. Phiên chợ quê được ban tổ chức bố trí sắp xếp, tái hiện lại không gian các phiên chợ quê xưa của dân tộc Việt Nam, gồm hàng chục gian hàng khác nhau, khu ẩm thực ba miền Bắc Trung Nam với rất nhiều sản phẩm nông nghiệp truyền thống, sản phẩm thủ công đạt chuẩn OCOP, cùng với đó là các trò chơi, nét đẹp văn hóa dân gian như nặn tò he, cho chữ thư pháp, múa rối nước. Đến với chợ quê, du khách còn được tham gia không gian cắm trại, dã ngoại, vui chơi ngoài trời cùng nhiều chương trình đặc sắc như ảo thuật, múa rối nước truyền thống. Đặc biệt, chương trình ca nhạc được tổ chức mỗi tối tại chợ quê với sự tham gia của những ca sĩ, TikToker nổi tiếng cũng là điểm nhấn để tạo sức hút đối với giới trẻ. Với không gian vừa mang đậm nét văn hóa truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại đã thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan và trải nghiệm mỗi ngày. Với tín hiệu tích cực này, mà đơn vị dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài phiên chợ quê các ngày cuối tuần trong những tháng đầu năm để gia tăng trải nghiệm, thu hút du khách. Đồng thời, đây là cơ sở để khu du lịch này tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, khai thác thêm các dịch vụ mới trong năm 2024. Sau dịp Tết Nguyên đán này, thì khu du lịch sinh thái Linh Kỳ Mộc tiếp tục tổ chức các hoạt động hội chợ vào dịp cuối tuần. Đặc biệt là chúng tôi sẽ thay đổi các cái kịch bản khác nhau, liên tục thay đổi các kịch bản khác nhau để có thể mang lại sự trải nghiệm mới mẻ cho, đặc biệt là cho quý du khách cũng như là những người khách tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ và các bạn nhỏ. Trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sản phẩm hút khách hàng đầu khi đến xứ Thanh đó là văn hóa lịch sử tâm linh. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở các hoạt động tham quan vãn cảnh, nhiều địa phương, điểm đến đã tung ra các dịch vụ vui chơi giải trí mới, độc lạ, nhằm mang đến cho du khách thêm nhiều lựa chọn. Khu du lịch Anh Phát Hotel and Resort tại thị xã Nghi Sơn là một ví dụ cho một điểm dừng chân lý tưởng của nhiều gia đình và các bạn trẻ khu vực phía Bắc và các tỉnh giáp danh Nghệ An, Hà Tĩnh. Với cự ly di chuyển vừa phải cùng hàng loạt dịch vụ vui chơi giải trí đa dạng mới lạ phù hợp với mọi lứa tuổi, nên du khách đều rất hài lòng về điểm đến này. Đặc biệt, khu du lịch mới đưa vào khai thác dịch vụ trượt zip line với đường trượt dài hơn 500 mét, đưa du khách khám phá trọn vẹn vẻ đẹp thành phố nghệ thuật Monaco, Nghi Sơn. Môn thể thao mạo hiểm lần đầu tiên xuất hiện tại Thanh Hóa đã cho du khách thêm nhiều lựa chọn thú vị trong hành trình đến xứ Thanh. Đây là lần đầu tiên mình đến và mình cảm thấy khu du lịch ở đây rất là vui, để lại ấn tượng cho mình nhiều ấn tượng khá là sâu sắc, đặc biệt là trò chơi zip line. Với thực ra thì mình cũng có đi nhiều nơi rồi, có trải qua các trò chơi mạo hiểm rồi. Theo số liệu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, chỉ tính riêng tháng 2 năm 2024, tổng lượt khách du lịch toàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 1,29 triệu lượt khách, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 11.300 lượt, tổng thu du lịch ước đạt 1.210 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu từ khách du lịch quốc tế ước đạt 5,35 triệu đô la Mỹ. Các doanh nghiệp dịch vụ du lịch Thanh Hóa đã bám sát định hướng phát triển chung của ngành du lịch cũng như địa phương, tích cực tham gia vào các hoạt động quảng bá xúc tiến. Qua đó, không chỉ khai thác khách nội tỉnh đi ra tỉnh ngoài mà còn đẩy mạnh các tour kết nối khách đến với các tour khám phá văn hóa xứ Thanh, đặc biệt là từ những thị trường mới như các tỉnh thành Đông Nam Bộ, Tây Bắc. Cùng với đó, các khu điểm du lịch tổ chức có hiệu quả các hoạt động trải nghiệm văn hóa tiêu biểu, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp xu hướng. Như một chuyến đi đầu xuân rất là vui, sơn thủy hữu tình, giữa dòng sông Mã này rất là nên thơ và rất là đẹp. Hôm nay mình đi du lịch trên dòng sông Mã, mình học được một câu hò rất hay của một ca sĩ. Ai về Thanh Hóa, dô ta, Thanh Hóa anh hùng. Đầu năm là khoảng thời gian lý tưởng để người dân du khách khám phá xứ Thanh một cách trọn vẹn nhất, ý nghĩa nhất. Các địa phương, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã cố gắng nỗ lực trong việc phát triển sản phẩm, tổ chức đa dạng các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc để mang đến cho người dân và du khách
những không gian khám phá, trải nghiệm hấp dẫn.